Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Tiến Dũng vừa về được một đợt hàng là các dòng loa Bose 301 Series 3 và 301 Series 4 hàng bãi Mexico. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đợt hàng này tôi vừa khui ra đây, chưa có thời gian lau dọn. Đây là các vết bẩn. Với mẫu loa Bose 301 Series 3 hàng của Mexico, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 25m2. Các anh em có các không gian lớn hơn có thể sử dụng hai cặp. Ở đây chúng ta thấy nguyên bụi, lau đi một chút thôi là nó sẽ mới lên liền. Dòng này sử dụng một loa bass 20cm và hai loa chép loại 8cm. Bộ lọc có trang trí bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Chúng ta sẽ ngắm nghía một vòng với những sản phẩm vừa nửa vòng trái đất về đây. Bose 301 Series 3 hàng được sản xuất tại Made in Mexico. Dòng này có công suất tối đa 150W một thùng. Công suất hiệu dụng là 75W trên một thùng. Tất cả zin nguyên bản. Series trùng số đúng cặp. Đây là các vết bụi. Ở đây anh em thấy chép nó còn xanh lè, rất mới. Anh sẽ quét đi để anh em thấy. Sáng bóng lên liền. 301 Series 3 hàng của Mexico. Bên đây có hai cặp nữa. Đây là các vết bụi phấn ở bên nước ngoài. Này anh em chỉ cần dùng cọ sơn quét. Sáng sủa lên liền. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một vòng với cặp loa bên đây nữa. Nguyên bụi trời tây. Ở đây có một vết, cái này bị chóc xuyên mưa ly ra. Này đơn giản thôi, dán lại. Mẫu loa Bose 301 Series 3 hàng của Mexico, tình trạng hàng bãi, zin nguyên bản đẹp xuất sắc. Có mức giá 13 triệu trên một cặp. Và phía bên đây, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bose 301 Series 4 hàng của Mexico. Với mẫu loa này, hãng sử dụng một loa bass 20cm, một loa chép ở bên hông loại 8cm. Ở đây anh em thấy các vết keo của nó còn ướt, điều này chứng tỏ loa còn rất mới. Nguyên bụi bên trời tây. Lau dọn đi một chút thôi là nó sẽ rất mới. Những dòng loa này được sản xuất vào khoảng những năm 1990-1995. Đây là vết bẩn. Với mẫu loa này, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 25m2. Tiếng của nó rất tuyệt vời, sáng, rõ. Đây là tổng thể phía mặt sau. Bose 301 Series 4. Đây là tem thông số. Hàng được sản xuất tại Made in Mexico. Với những em có không gian lớn hơn 25m2 có thể sử dụng hai cặp hoặc kết hợp thêm một loa súc làm cho âm thanh tiếng mạnh mẽ lên. Rồi hôm nay ta nỡ
Bầu 301 Series 4 hàng bãi Made in Mexico có mức giá chỉ 8.800.000 trên một cặp. Tất cả bao zin, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, đầy đủ các chế độ hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và ngày hôm nay trong đợt hàng này có một cặp loa Bầu 301 Series 3. Cặp này với tình trạng cũng zin nguyên bản, tuy nhiên anh chàng người Tây đã sơn lên ở đây màu đen. Bản chất nó là Simili màu đen và anh chàng này sơn lên màu đen. Và phía góc này có bị sứt một chút, còn lại tất cả zin nguyên bản. Với cặp này thì có bị rách một chút gần. Tình trạng hàng bãi về từ Mỹ, Made in Mexico. Cái này của USA. Với cặp loa Bầu 301 Series 3, tình trạng vỏ thùng đã bị tình trạng người Tây quét sơn lên và bị rách một bên gần loa. Cái này tôi giảm 2 triệu, giá chỉ còn lại 11 triệu. Quý vị quan tâm sản phẩm xin gọi cho Tiến Dũng tại số điện thoại 0989 034 764. Anh em ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh xin mời liên hệ trực tiếp địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy và chủ nhật, sáng từ 8 giờ cho đến 18 giờ chiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.